Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn ngấp mông em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người cũng dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau của bên đời. Tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đến đâu.